như vậy mình phải đem thằng nóng ra để mình chơi với nó rồi các bạn. Ok, búa nè. Đâu, tụi bay là thằng nào? Dám đến gọi là phá sinh nhật tao à? Bao nhiêu thằng nhảy vào đây hết? Rồi, quay ở ngoài. Một thằng. Ây da, ây da, ôi da. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5, một trong những cái tựa game quen thuộc trên kênh mình các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 các bạn, một ngày cũng khá là đặc biệt đối với mình. À, không biết các bạn biết hôm nay là ngày gì không? Nếu bạn nào là fan cứng của mình thì các bạn sẽ biết ngày hôm nay là ngày gì. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình đấy các bạn. Ngày 16 tháng 3 là ngày sinh nhật của mình đây. Ui, happy birthday to me. Ok các bạn, hôm nay thì mình cũng làm một cái tập cũng khá là đặc biệt hơn luôn. Đó là ngày hôm nay mình sẽ đi ăn sinh nhật nha các bạn, sinh nhật của mình. Đó, hiện tại thì mình đang ở công ty nè các bạn. Công ty mình lớn vãi nồi chưa các bạn. Lớn vãi luôn ấy. Đây có nước đồ các kiểu rượu rồi nè. Mẫu hình như uống không được à. Mình tưởng uống rượu được chứ. Đây là phòng của mình đây các bạn. Phòng ngủ với lại là bên này là phòng thay đồ các kiểu nè. Đây là gì ta, nhận là toilet thì phải. À không, cái này cửa ra mà. Cái này là cái cửa ra ngoài. Toilet ở đây các bạn. Đây, toilet đây các bạn. Mình chắc cũng không mặc đồ nào khác ngoài bộ đồ Nguyễn Quý Gamer này đâu các bạn ơi. Đây là phòng tắm. Đó, bộ đồ này quá đẹp rồi đúng không? Cần chỉ thay đồ, mấy mình đẹp trai mình mặc cái gì cũng đẹp hết các bạn. Ok, ngày hôm nay ấy thì mình được con ghệ của mình các bạn. Mình vừa quen một cái con ghệ rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay là nó quyết định là nó sẽ tổ chức sinh nhật cho mình. Nhưng mà sẽ tổ chức ở nhà nó luôn các bạn. Đấy, nên mình khỏi cần tốn tiền làm sinh nhật. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi rước con ghệ của mình. Nhưng mà hiện tại cái chiếc xe mà hơi của mình đó các bạn, chiếc siêu xe của mình ấy, hiện tại hôm qua nó bị hư, đấy, hư ngay ngày sinh nhật luôn các bạn. Nhưng mà mình đã đem đi sửa rồi. Không biết đã sửa xong chưa. Bây giờ mình với các bạn sẽ đi qua cái chỗ sửa xe ấy để lấy cái chiếc xe. Vì có xe siêu xe rồi mấy rước ghệ đi sinh nhật rồi được chứ các bạn, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi xuống hầm các bạn để mình lấy xe, đỡ một chiếc xe nào đây. Rồi mình đi qua bên chỗ sửa xe mình lấy xe, chiếc siêu xe về nha các bạn. Để mình coi dưới hầm mình còn chiếc nào các bạn. Không biết còn chiếc nào để đi không nữa đây. Ý, như có xe máy nè. Ok các bạn ơi, lấy đỡ con xe máy rồi đi đi. Ui, con này cũng hơi bị xịn đấy các bạn. Ok, chạy luôn. Đó, nhà mình thiếu gì xe các bạn. Đổi nóng bảo hiểm lên. Từ để mình coi chỗ sửa xe nằm đâu. Ở đây các bạn ơi. Rồi, ô cũng khá là gần chỗ nhà mình nha. Ơ, cái gì vậy, sao nó bị lỗi map rồi. Ơ, sao nó bị lỗi map rồi nè các bạn ơi. Hết rồi nè. Vãi chữ nào tự nhiên nó bị lỗi map các bạn. cái chỗ sửa xe nó khá là gần nhà mình luôn nha các bạn. Mình sẽ lại đó mình lấy xe. Nếu mà xe sửa xong thì mình lái xe mình đi rước con ghệ mình luôn các bạn ơi. Ok. Wow, đây là ở trong cái nón nè các bạn. Mình đang nhìn góc nhìn thứ nhất ở trong cái nón nè. Vãi chữ thiệt chứ. tới rồi nè, tới rồi nè. Tới chỗ cửa hàng sửa xe rồi. Ok, để mình vào coi coi. Chào mấy anh á, mấy anh sửa xe của em xong chưa đây? Xe của em sửa xong chưa? Từ từ để lột nón cái cây. Ấy sao thằng này không lột nón à? Đây. Ok. Đây là cái chiếc xe của mình các bạn. Con này là X90 rồi đấy, mình cũng không gành nữa. Siêu xe các bạn, đẹp không? Xe em sửa xong chưa? Sửa xong chưa mấy anh? Xong rồi phải không? Em lấy nha. Ok các bạn, vào xe thôi. Đây là nội thất của xe nè các bạn. Ok, xong chưa? Đang em chạy nhá. Ok, anh đào chưa? Ngon lành chưa? Rồi đi thôi các bạn ơi. Cuối cùng xe cũng đã được sửa rồi. Let's go. Ui, xe hơi bị đẹp luôn ấy các bạn. Con này nẹt bô được luôn ấy các bạn. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đây, mình sẽ xoay vòng tròn cho các bạn xem. Ui, bốc khói luôn kìa các bạn. Ơi, tranh thủ chạy lên rước con ghệ của mình. Nó đâu rồi ta? Nó hẹn mình ở quán cà phê các bạn. Nó uống cà phê sáng ấy. Rồi nó hẹn mình lên rước nó về nhà đó các bạn. Ok.
Ủa năm nay được con gái tổ chức sinh nhật thật là hấp dẫn quá đi. Vô 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 mọi người ơi, ui xe xịn vải trưởng không. Đi lên cái quán cà phê rước ghệ. Ê đụng banh xe tôi đi. Vô 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 đường cho em đi chứ. Vô wow, xe các bạn thấy nó nẹt lửa luôn không, vải trưởng thật. Xe xịn có khác các bạn. Nhưng mà các bạn để ý cái mâm nó nè, rất là đẹp luôn ấy. Cái mâm xe con này hơi bị đẹp luôn ấy. Không những cái kiểu nó đẹp mà cái mâm nó cũng đẹp nữa. Còn cái kiểu nó hơi bị độc lạ luôn ấy. Không biết con này có ngoài đời không nữa. Các bạn nào biết ngoài đời con này nó tên gì các bạn comment mình biết với. Đây mình lên cái đường đại lộ luôn nha. Hình như là con ghẹ mình uống cà phê đâu khúc đường này nè. Còn lên trên này nữa à. Thôi mình đi đường này đi các bạn. Đó à. Rước ghệ là phải lấy xe xịn đi các bạn chứ đúng không? Nào mà hồi nó chơi thì nghèo rồi sao? Đại gia Nguyễn Quý mà. Ok, lên trên đây. Ok. Đấy. Lên đây cái nữa à? Mình nhiều đường quá đây. Đâu ta? Có cái quán cà phê nào đâu? Qua đây. À đây 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 đây, rồi rồi rồi, nó đứng bên kia kìa các bạn ơi, con ghẹ nó đứng bên kia kìa. Rồi quay qua. Ok. Em ơi, anh đây em ơi. Lên xe, lên xe, lên xe. Anh đây, lên xe, lên xe. Ok các bạn ơi, lên xe em ơi. Lên xe luôn em ơi. Ok. Cuối cùng con ghẹ cũng đã lên xe thì các bạn. Đây, uầy, trời ơi, đẹp phải đòi không. Ơi mình chỉ chơi game thôi các bạn ơi, đừng có mét cái giật mai mấy em nhó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi lên nhà con gái mình. Nói hôm nay con gái mình sẽ tổ chức sinh nhật cho mình. Các bạn, nhà con gái mình đâu ta, như trên này nè. Đây các bạn, tiếp chỗ này là ui người bị xa luôn ấy. Đi lên chảnh coi mà không biết nó tổ chức sinh nhật cái gì cho mình đây. Đi nè các bạn, let's go. Đi 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 đi. Đây các bạn, nội thất nè. Trời ơi, nó ngồi cái xe này nó thấp quá các bạn, không nhìn được nguyên người nữa các bạn ơi, thấy mỗi cái mặt đó thôi. Tí đi các bạn, lên nhà nó rồi xem nó sao cho các bạn xem con gợi mình. Cái game nó cứ bị lắc lắc kìa đó các bạn thấy không, nó bị lắc lắc đó, nó không hiện mấy cái đường cái gì cả. Không hiểu luôn ấy. Wow, con này không biết tốc độ nó lên được bao nhiêu các bạn, nhưng mà mình thấy nó khá là nhanh luôn ấy. Con nó giọt thôi nè. Phải trưởng thật. Rồi quẹo qua đây các bạn ơi. Cái khu đường này là toàn nhà giàu không mà các bạn. Nhưng mà chả hiểu sao cái đường đi nó có chút xíu à. Nhà giàu phải đầu tư làm đường bự bự lên tí cho. Ê ơi. Ôi xong rồi anh ơi. Không hiểu luôn. Trời ơi cái xe này nè các bạn. Thanh niên đó chạy luôn các bạn. Thôi kệ đi, sẵn cho các bạn xem con gãy mình nè. Đấy, được không? Ok, để mình sửa cái xe lại cái nha. Sửa xe cái gì quên giờ chạy. Để mình lên xe cái các bạn ơi. À, để mình sửa lại. À đây, đi phay nè. Rồi, lên em ơi. Ok, đi tiếp các bạn ơi. À, xe bây giờ mình đã sửa lại được rồi. Ngon lành cành đào. Ây. Ui, tốc độ nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Với lại cái gầm nó thấp với các bạn. Cái đường này nó quá trời dốc lên xuống luôn. Mình chạy mình sợ vãi chưởng. Rồi nha, từ từ nha. Ê, chạy xe có gì vậy? Ok. Lên đây, lên đây. Ồ, còn phải lên cái núi này nữa các bạn ơi. Trời ơi. Nhà ăn gậy mình gì đâu mà nó sai dữ vậy. Rồi lên trên cái núi này nữa các bạn. Đó, không biết có bất ngờ gì không các bạn. Này nó tổ chức sinh nhật cho mình rồi, ghê lắm. Này, quá luôn. Siêu xe mà chạy từ lơ đường hết các bạn. Đi xuống đường đất chạy luôn mới ghê. Ok. Ai 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 ai. Ơ
Hai thanh niên làm gì đây vậy? Ơ thanh niên nó chạy ngược chiều luôn các bạn. Phải chuẩn nè. Không tin nổi luôn ấy. Ô ngoài kia là biển à? Đó. Ui biển đẹp thật sự các bạn. Đâu ta? Ui chỗ này sao nhà bự bự không vậy các bạn? Đừng nói nhà gậy mình bự gì luôn nha. Rồi quẹo các bạn. Phải không ta? Nhà em nhà đó đó đúng không? Sao bự quá vậy? Sao nhà gậy em bự quá vậy các bạn? Ui đúng rồi các bạn ơi. Đây là nhà gậy mình đấy. Bự quá vậy. Sinh nhật tổ chức trong nhà này luôn à? À ui trời ơi. Ui có cả bảo vệ luôn à. Ui cái gì mà siêu xe không vậy? Đậu xe đâu anh ơi? Trời ơi. Có nhân viên chỉ đậu xe luôn nè các bạn. Ok. Đậu đây các bạn, sao toàn nhà toàn siêu xe không vậy? Ui. Bạn của bạn gái mình toàn đại gia không các bạn ơi? Toàn đi siêu xe đến không nè các bạn. Rồi mình chả biết sinh nhật như thế nào luôn đâu. Em tổ chức sinh nhật cho anh sao đâu. Đi vào coi các bạn ơi. Bỏ cái căn nhà bự thật luôn ấy. Cái này người ta gọi là penthouse đúng không ta? Căn nhà trên vách núi các bạn ơi. Hello mọi người nhá. Xin chào mọi người. Ôi ôi. Ôi mọi người đang làm gì đây đây? Ôi ôi cái gì mà đông gì vậy? Phải chưa? Ơi ơi sinh nhật mình là cái gì vậy? Mình sao đông người quá vậy? Ui có đánh DJ đâu các kiểu. Trời phun khói rồi nữa nè. Phải chưa ta? Ôi giời ơi. Hello chào mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của em. Để tàu cái gì mà đông dữ vậy? Sao dưới đó nữa kìa. Trời ơi, đem xe mô tô vô luôn kìa. Ui, nhảy quá trời nhảy luôn. Ui, hello mọi người nhá. Trời ơi, anh ghẻ mình đâu vậy? Anh ghẻ mình đâu vậy? Anh ghẻ đâu nó mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi, đây là hồ bơi à. Ôi ôi. Thái trưởng thật, đem chiếc bò vô hồ bơi. Chạy chả biết chạy kiểu gì luôn ấy. Ui, mọi người nhảy sung quá vậy. Chị mày nhảy sung quá vậy. Mọi người lo nhảy không để ý tới mình luôn các bạn. Ôi, nhà bự quá các bạn ơi. Chắc mình phải đi vào nhà mình xem thử các bạn ơi, nhà bự quá. Rồi con ghẻ mình đâu mất tiêu rồi. Có cả bảo vệ nữa mà các bạn thấy xịn sò rồi. Trời ơi, cái gì mà đi đâu cũng có người như vậy. Nhà bự vậy, để mình lên lầu rồi các bạn. Đi vô đây còn hơn đi vào mê cung nữa các bạn. Không biết đường mà đi luôn ấy. Đâu rồi? Chào anh. Trời đất ơi cái gì vậy? What the hell? Ủa trời cái máy đếm tiền nè các bạn. Ủa trời có gì mà tiền không vậy? Ui phòng 18 cộng các bạn ơi, đi ra quay ra quay ra. Với trưởng thật. Phòng này phòng gì nữa đây? What? Có khỉ nó nhảy nè các bạn. Không hiểu luôn. Trời ơi. Để mình coi còn phòng nào nữa không ta. Ê, cái phòng này phòng hồi nãy. Hết thì các bạn ơi, bây giờ mình xuống, mình qua phòng khác coi. Trời ơi, nhà bạn gái mình đủ thứ cái bất ngờ hết trơn đi các bạn. Đây là gì đây? À cái phòng này là cái phòng cái chỗ mà hồi nãy đặt trước nè các bạn. Tại thế mình leo. Còn đâu nữa không ta? Chỗ này mình lên rồi nè. Chỗ này nhà bếp các bạn. Trời, có cô lao công rồi nữa các bạn. Ơ cái này gì vậy? Ô, có thang máy đi lên trên này nè các bạn. Chỗ này mình lên rồi mà. À, chủ yếu là nhà nó chỉ hai tầng như vậy đó các bạn ơi. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi các bạn ơi. Tiệc sinh nhật của mình quá dữ luôn rồi. Đông người vãi nò mà dù mình chả biết ai là ai hết các bạn. Mọi người cứ nhảy thôi. Ui, ui còn đằng này nữa à. Mà nhiều quá. Ôi trời trời trời. Nhà bạn gái mình có trực thăng nữa kìa các bạn. Đó, nhà bạn gái mình có trực thăng nữa nè. Phải chữ không? Ui, có cả người để lái luôn nè các bạn. Có phi công để lái luôn nè. Thôi bị xịn luôn ấy. Nhưng mà bạn gái mình đâu rồi? Ui, có phòng tập gym nữa nè. Bạn gái mình đâu rồi? Em ơi, em đâu rồi? Trời ơi, em đâu mặc tiêu rồi. Ừ, bạn gái mình đâu mặc tiêu vậy các bạn ơi. Không hiểu luôn ấy. Em ơi. Ui, có con chó nữa nè.
Bên gái mình đi đâu mất tiêu rồi các bạn, cho mình vô đây xong rồi đi đâu mất tiêu luôn, không hiểu luôn các bạn ơi. Ủa, tại sao lại có đám giang hồ này đến vậy nhờ? Mình phải chạy vô thôi. Anh Quý ơi, anh Quý, anh Quý, ở ngoài có một cái tụi giang hồ nào nó kéo đến kìa anh. Anh hãy ra xử nó đi. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình xem các bạn ơi. Không hiểu tại sao có một tụi giang hồ nào nó đến rồi ấy. Em ơi, ra đây em ơi. Ơ, ngoài kia có một đám giang hồ rồi các bạn. Không biết đám giang hồ là ai nữa. Ơ, tụi anh đến đây làm gì đây? Nghe nói mày là bạn trai mới của con ghệ tao đúng không? Hôm nay mày tổ chức sinh nhật ở đây, tao sẽ đến phá sinh nhật của mày. Ơ, đây là bạn trai cũ của em à? Ok, bây giờ nó đã đến rồi thì anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ luôn. Như vậy mình phải đem thằng nóng ra để mình chơi với nó rồi các bạn. Ok, búa nè. Đâu, tụi bay là thằng nào? Dám đến gọi là phá sinh nhật tao à? Tao vô thằng nhảy vô đây hết. Yeah! Quay hả mày? Một thằng. Ây da, ây da, ôi da. Tao con ghệ mình quýt nó luôn rồi các bạn. Ê, từ 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 từ. Ây da. Mày. Ây da, ui dô, mình đang hai búa đi các bạn. Ôi, ê, nó quýt con ghệ mình cả, nó quýt con ghệ. Mày dám quýt ghệ tao mày. Ây. Mày dám quýt. Ây da, ui, nó có dao, nó có dao các bạn ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Ây da, ui da. Ui, nó chém con ghệ mình kìa. Thằng nào dám quýt ghệ tao. Ây. Có hai người các bạn. Mày. Mày. Ây da. Ây da, quýt công lại nữa các bạn. Ây da. Ây da, thằng mặt này. Thằng mặt này dám quýt tao mày. Thằng này dám quýt ghệ tao. Dám quýt ghệ tao. Dám quýt ghệ tao. Dám quýt. Ây da. Ui da, nó cầm búa nó gõ. Gõ vào đầu ghệ mình các bạn. Quýt nó em ơi. Quýt nó em ơi. Ây da. Chạy. Mày nha mày, đứng trước mặt tao đó mày. Vô đây em ơi. Ôi, coi chừng nó gơ, coi chừng nó gơ. Vô đây em ơi. Đồ này, lòng hành quá. Lòng hành, ấy da. Ui, ăn hành vậy các bạn ơi. Gá lộn, gá lộn. Chạy em ơi. Đứng gơ, đứng gơ. Với người ta, giết người. À, một thằng này tao chơi một thằng. Thằng nào nữa, qua trong này nó quýnh con ghệ mình. Nó quýnh con ghệ ra. Mình gõ chút con ghệ mình luôn rồi. Mày dám quýnh ghệ tao. Mày dám quýnh ghệ tao mày. Mày dám quýnh. Mày, nó quýnh nó đâm con ghệ mình kìa. Con ghệ mình chơi tay không cho nó. Mày dám đâm ghệ tao mày. Mày dám đâm ghệ tao còn thằng nữa các bạn. Thằng mạch nãy giờ quýnh nó không lại các bạn. Ok em ơi. Mày dám quýnh ghệ tao hả mày. Gại mình cho nó mấy đạp kìa, có sao không em ơi? Ôi ôi, bị chém mấy nhát mà không sao các bạn. Ghê, mình cũng võ công thâm hậu lắm luôn ơi. Đấy, tụi bay biết ở đây là đâu không? Đây là địa bàn của tao mà tụi bay dám đến lộng hành à. Ok các bạn ơi, như vậy là tụi này là gọi là ghệ cũ của thằng ghệ cũ của gại mình các bạn. Đấy, nó đến nó phá sinh nhật của mình các bạn. Nhưng mà không sao, mình đã xử lý được cái tụi này rồi. Và buổi tiệc sinh nhật của chúng ta lại cũng được tiếp tục. Vô đây con ghệ tôi đâu rồi? Xe cấp cứu rước nó đi rồi các bạn. Mặc kệ đi. Bây giờ chúng ta hãy ăn mừng sinh nhật nào. Happy birthday to me. Ui đẹp quá các bạn ơi. Ok, như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa thực hiện xong được một cái tập mới trong cái tựa game CTA 5 này nữa, cũng như là nhân dịp ngày sinh nhật của mình. À, và mình cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Còn bạn nào mà chưa ấn like cho cái video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like, cũng như là ấn đăng ký để ủng hộ để kênh mình phát triển hơn nữa nha các bạn. Ok, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và chắc bây giờ mình sẽ dừng video tại đây thôi. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới, và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.